Mời quý vị cùng đến với câu chuyện xe bánh mì không đồng ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, suốt hơn 5 năm nay, từ mờ sáng, có một xe bánh mì nhỏ ở góc phố trước cổng giáo xứ chính tòa. Ở đó có những người phụ nữ đều đặn vào mỗi buổi sáng 5 ngày trong tuần, ân cần dành tặng từng ổ bánh mì miễn phí cho người nghèo khó, người tàn tật. Thành phố Long Khánh, trời vừa mờ sáng, lò bánh mì này lại nhộn nhịp khách mua bán. Và ngày nào ở đây cũng có một vị khách quen. Khách quen nhưng lại đặc biệt. Chị Trinh ngày nào cũng tới lấy 100 ổ bánh mì. Những ổ bánh mì vừa ra lò, nóng hổi, giòn rụm. Nhưng bánh mì này không phải để bán mua. Ở bên lò đây thì cũng có phần ủng hộ là bánh mì với giá mà để hỗ trợ cho Trinh làm từ là phát từ thiện cho những người có hoàn cảnh như khó khăn. Trinh làm như vậy là rất là có ý nghĩa. Tại căn bếp phía sau nhà thờ chính tòa Xuân Lộc, có các chị thuộc Hội Phụ Nữ Công Giáo Giáo xứ chính tòa với một xe bánh mì chờ sẵn. Bánh mì vừa tới, mỗi người một tay, thoăn thoắt làm từng ổ bánh thơm ngon để dành tặng người nghèo. Những người nghèo khó, người tàn tật đang làm công việc như bán vé số, chạy xe ôm ở thành phố Long Khánh. Và mỗi buổi sáng từ 6 giờ 15 đến 7 giờ là được nhận một ổ bánh mì chả thơm ngon để lót dạ. Hàng ngày chú hay ra lấy bánh mì đây nè. Lại chú lấy hay lấy cho bà già xin á. Làm lại đây tốt, sáng nào cũng đi vậy đó. Sáng hôm 6 giờ chú ra đây. Ngày nào cũng tới đây lấy hết. Rồi nói chung là đi lượm me chai tới đây nè ăn. Nói chung là đây mấy chị đã làm ăn cũng tốt lắm. Mấy năm rồi. Giờ chỉ có mong muốn là lúc nào cũng hoạt động giống như vậy. Hàng tuần thì bữa nay là hàng tuần là có cơm từ thiện. Nấu ăn rất là ngon. Xe bánh mì này đã hoạt động từ năm 2018, đều đặn mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu, các chị làm 100 ổ bánh mì để phát miễn phí cho bà con nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất sức lao động. Chứ cũng mình chưa biết gì được tốt lắm, nhưng mà thôi kệ, có một chút để cho bà con vui. Mỗi buổi sáng gặp nhau, giờ rút cuộc là bây giờ mà phát lâu đến lúc cũng đội thân nghị, mấy chị ra gặp là hỏi như là người nhà vậy đó. Rất là vui, chân tình. Thì cái đó là cái động viên để cho các chị em trong tổ. Chị xin đóng góp một chút xíu để cho các anh chị còn khó khăn. Mỗi tháng chi phí mua bánh mì, chả lụa, chả cá từ 17 đến hơn 20 triệu đồng. Số tiền đều do các chị đóng góp và vận động hỗ trợ. Người bỏ công, người bỏ của. Thấm thoát, xe bánh mì cho người nghèo đã đi được hành trình hơn 5 năm, mang đến những bữa ăn dù nhỏ nhưng đủ để sưởi ấm lòng những người nghèo khó.